Đi, tôi chờ 10 tiếng rồi, còn 9 người ao ốc ngon vào rồi. Game này hay hơn Genshin Impact 100 lần. Ok, đi, chó rượt các bạn ơi. Hóa ra game này là thay vì đánh nhau với thần mình lạc mất đứa em thì mình bị chó đuổi, mình lạc mất thằng em. Logic tuyệt vời. Chia nhau ra và lạc mất nhau. Đủ má vì game này trong quảng cáo nó bảo hay hơn Genshin Impact có 100 lần. Cho nên là nó là Genshin Rat. Genshin Rat hay hơn 100 lần. Đù, cái kiếm này ngon chặt thôi. Ơ, cái đi tới nhặt kiếm lại lấy cắt xin. Hay, thông minh. Energy reserves are low. Please don't fail me now. No. Skip. Skip. Skip mẹ đi chứ rồi. Đồ quái này. Chết cho tao. Số 1. Đù Yasuo. Yasuo điển rồi. Tại vì Yasuo gió là có Yasuo điển. Ô, cái giường này. Ngon. Ô, ô mở giường là phải hack à? À, đục phải hacker rồi. Gửi hình nu đi, con bé ạ. Ok, đi vừa vào game mà gặp boss rồi, holy. Đánh thôi. Ô, đây là cắt xịn. Ô, cái đeo cái game boy and click à. The Walking Dead à. The Walking Dead anime à. Masaki. Non. Cái gì đó. Á đồ cái gì mà hết pin à. Hết pin là ngất. Isekai. Ô. Ô, tôi hết pin tôi lại được gái anime cứu không? Má tao cũng muốn ngoài đời tôi hết pin thì tôi cũng được gái anime kiểu ớt. Thằng ra đi, quyết định. Tao đang nhìn gái anime, hút ra. Hồi sinh triệu hồi anime. Triệu hồi các em đó. Nhưng con này nó giống Paimon ta. Cái địt khác cái đeo gì Paimon đâu. À quên. Nhà phát triển báo game này hay hơn Genshin 100 lần. Tức là Genshin Impact nhái. Genshin Impact là game nhái. Dạ. Ủa, game này có cái tạo nhân vật ngon này các bạn. Tôi tạo ra thằng Ben này. Để tạo ra thằng Itachi xem sao. Má cái này nhắm Uchi ha 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 ha. Má vãi lồn. Oh no, Itachi này nhìn gay quá. Đủ, bây giờ mới là tới cái phần quan trọng này. Game Alime Weibo là phải có tiếng Nhật. Đâu. Ơ, cái đi tiếng tàu à. Cái này game tàu nhưng mà game Weibo là phải có tiếng Nhật chứ. Nên là không được rồi. Gameplay quan trọng gì tầm này là gacha là điều quan trọng. Đây là game anime gacha gachiếp. Cái này game MMO nữa. Má anh Tuna chắc thấy video này chắc xí vả tôi đáy xã hội. Vừa Weibo mà vừa gacha là cái gì đây? Lật tớ. Lật tớ. What the fuck? Nhớ skip đi. Đéo là cái gì? What the fuck? Gacha rác rồi. Là tôi gacha cái em. Đây, gacha màu vàng đâu. Ô, gacha này ngon phết nhỉ. Được. Cày thôi. Nào gacha thôi. Waifu xinh tươi. Cho tao waifu xinh tươi. No. Waifu. Được, không xem được em waifu này, chắc ra ngoài mới xem được rồi. Nào, á, ô, một con này. Cách trá tiếp thôi. Waifu sinh tươi tiếp nào. Đù. Em này cũng là waifu, ô, em này đeo khẩu trang à. Tức waifu thôi. Được, mấy waifu này nhìn xinh phết. Em này, được, em này nhìn kiểu Shinobu à. Shinobi à. Đây, tên em này trước đi. Này nhìn ngon lắm ạ. Nào. Được, em này hơi màu mè, và game nó hơi hồng hồng. Nhưng pin Z, Chợ. Đồ má ngoài phù này ngon quá. Cắt, game xin giác. Đồ, game này còn nhiều ngoài phù thế này. Đồ, này ngầu đấy. Ngầu đấy, được. Đồ, skin, à, hóa ra bên đây là skin này. Đồ, xe end tiếp. Đồ. Wow, đúng là mấy em 5 sao nhìn. Đù má, tôi mới báo bà già được cái xe này các bạn. Đi báo đời thôi. Woo. Yeah, báo đời. Đù má, game hay hơn Genshin Impact có 100 lần biết gì vậy. Ơ, à, cái địt. Đù má, cuối cùng cũng sắp vô là được. Vô được rồi các bạn ơi. Ngon. Tiếp thôi. Hey.
Nhân quả. Đù. Má không nhận quà được rồi. Hay hơn xin được bác trăm lần thật cả. Không nhận. Đục không, không bắn ra kinh luôn. Tuyệt vời, không nấu ăn được luôn. Đúng là hay, game hay.